Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông vừa đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tam Nông cơ bản ổn định. Huyện đã hoàn thành đạt và vượt 11 trên 11 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt trên 2.500 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 185 tỷ đồng, bằng 173% kế hoạch. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông phấn đấu hoàn thành và hoàn thành đạt và vượt 11 trên 11 chỉ tiêu kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung hoàn thành đúng tiến độ dự án trọng điểm, tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu cụm công nghiệp, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Sáng nay, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Ba tổ chức hướng dẫn trợ giúp